thì quá trình phân hủy sẽ chậm hơn, còn vi nhựa từ bánh xe được xem là loại khó ăn nhất. Các nhà khoa học kỳ vọng rằng những hiểu biết sâu sắc này có thể giúp giải quyết vấn đề hàng triệu tấn chất thải gây ô nhiễm đại dương mỗi năm. Ông Han Peter Grosat làm việc tại Viện Nước của Tòa án một nước đối với một vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài. Vậy dựa vào các dấu hiệu nào để tòa án một nước xác định thẩm quyền xét xử thuộc về mình hay không trong một vụ việc dân sự? Nhớ đêm trăng nào chúng mình chia tay, thấp thoáng kinh đô bóng hoa đèn gầy, giọt sầu nắng chiều trên vai hẹn hò tìm về tương. Vang tiếng ca cầm giữa đêm trăng tàn.